Harry Won sang Hàn quay sâu quảng bá du lịch, đập tan tin đồn giải nghệ. Harry Won công bố chương trình mới nằm trong chiến dịch quảng bá du lịch tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trấn Thành nói về chuyện, Harry rời showbiz hậu ly hôn, viết bậy không nhát tay à. Trấn Thành đáp trả trước nghi vấn lại xích mích, ly hôn Harry Won. Sau quảng bá hình ảnh và du lịch tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc của Harry Won được đăng tải trên kênh YouTube Harry Won. Thông qua chương trình nữ nghệ sĩ khéo léo truyền tải đến khán giả nhiều nét đẹp về phong cảnh và bản sắc văn hóa của tỉnh Yên Ghi, từ khu vui chơi hoành tráng, làng dân gian cho đến công viên Everland nổi tiếng. Đặc biệt, không chỉ giới thiệu bằng hình ảnh và lời nói, cô hướng dẫn viên Harry Won còn tự khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động ở tỉnh Yên Ghi để đem lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Người đẹp tham gia các trò chơi từ sóng nước nhân tạo đến bắn súng thật và tham thú vườn động vật. Tại chương trình Harry Won cũng không giấu được cảm xúc phấn khích khi được thử sức nhiều thứ mới lạ trong sâu quảng bá du lịch lần này. Được biết, Harry Won sang Hàn Quốc quay sâu quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi vào tháng 9 năm 2022 và đi ghi hình ở 11 điểm. Việc di chuyển liên tục qua nhiều nơi trong một quãng thời ngắn không hề khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy mệt nhọc. Thay vào đó, cô càng hào hứng và còn cảm thấy tiếc vì không thể khám phá hết vì lịch trình quá kín. Tôi rất thích du lịch. Ban đầu, Tôi muốn khám phá văn hóa Hàn Quốc sâu hơn thông qua sâu quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi này. Bởi trước đây, khi còn ở Hàn Quốc, tôi không được du lịch nhiều, một phần vì còn nhỏ gia đình không cho phép và phần vì bận rộn công việc. Đến khi quay sâu, tôi chợt nhận ra là Gyeonggi có quá nhiều chỗ đẹp mà sao lúc ở Hàn Quốc tôi lại không biết, Harry Won chia sẻ. Harry Won sang Hàn quay sâu quảng bá du lịch, đập tan tin đồn giải nghệ. Harry Won công bố chương trình mới nằm trong chiến dịch quảng bá du lịch tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trấn Thành nói về chuyện, Harry rời showbiz hậu ly hôn, viết bậy không nhát tay à. Trấn Thành đáp trả trước nghi vấn, lại xích mích, ly hôn Harry Won. Sau quảng bá hình ảnh và du lịch tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc của Harry Won được đăng tải trên kênh Youtube Harry Won. Thông qua chương trình, nữ nghệ sĩ khéo léo truyền tải đến khán giả nhiều nét đẹp về phong cảnh và bản sắc văn hóa của tỉnh Gyeonggi, từ khu vui chơi hoành tráng, làng dân gian cho đến công viên Everland nổi tiếng. Đặc biệt, không chỉ giới thiệu bằng hình ảnh và lời nói, cô hướng dẫn viên Harry Won còn tự khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động ở tỉnh Gyeonggi để đem lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Người đẹp tham gia các trò chơi từ sóng nước nhân tạo đến bắn súng thật và tham thú vườn động vật. Tại chương trình, Harry Won cũng không giấu được cảm xúc phấn khích khi được thử sức nhiều thứ mới lạ trong sâu quảng bá du lịch lần này. Được biết, Harry Won sang Hàn Quốc quay sâu quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi vào tháng 9 năm 2022 và đi ghi hình ở 11 điểm. Việc di chuyển liên tục qua nhiều nơi trong một quãng thời ngắn không hề khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy mệt nhọc. Thay vào đó, cô càng hào hứng và còn cảm thấy tiếc vì không thể khám phá hết vì lịch trình quá kín. Tôi rất thích du lịch. Ban đầu, tôi muốn khám phá văn hóa Hàn Quốc sâu hơn thông qua sâu quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi này. Bởi trước đây, khi còn ở Hàn Quốc, tôi không được du lịch nhiều, một phần vì còn nhỏ gia đình không cho phép và phần vì bận rộn công việc. Đến khi quay sâu, Tôi chợt nhận ra là Gingy có quá nhiều chỗ đẹp mà sao lúc ở Hàn Quốc tôi lại không biết, Hari Won chia sẻ.